tôi xin giới thiệu sơ qua một chút về cách xử lý video sau khi quay. Để có được các cái video đảm bảo chất lượng cho cái cuộc thi video, chúng tôi rất là mong là các anh chị nên có các cái file video dưới dạng file MP4, MOV, MPG hoặc FLV, có nghĩa là phần đuôi của các file sẽ có các cái chữ này. Các anh chị nên chọn độ phân giải của video là HD 720p và nên lưu ý rằng tiếng ở trong video thì phải rất là rõ ràng. Chúng ta có những cái phần mềm miễn phí để có thể xử lý video clip trên máy tính. Thì để xử lý video clip, làm cho các video clip trở nên đẹp hơn, có các cái hiệu ứng đặc biệt, thì chúng ta nên copy video clip đó vào trong máy tính. Và chúng ta tải cái phần mềm chỉnh sửa video Windows Movie Maker. Đây là một cái phần mềm miễn phí. Trên đây là cái đường link để các anh chị có thể tải video này. Và sau đây xin mời các anh chị xem cái hướng dẫn về cách sử dụng cái phần mềm Windows Movie Maker này để chỉnh sửa, tạo các hiệu ứng cho video của các anh chị. Ngoài ra, chúng ta có thể sửa luôn các cái video clip này trên các cái thiết bị điện thoại thông minh như là iPhone hoặc là iPad. Nếu như chúng ta muốn sửa ngay trên điện thoại thì chúng ta hãy vào cái tài khoản trên App Store. Nếu mà các anh chị chưa đăng ký tài khoản thì chúng ta phải làm cái việc là mở tài khoản trên App Store. Sau đó là chúng ta tải cái phần mềm iMovie để xử lý video. Và khi tải về thì chúng ta sẽ có các cái video hướng dẫn cách cắt ghép các cái clip rời rạc với nhau để tạo thành một cái clip hoàn chỉnh. Ví dụ như chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng App Store để tải phần mềm, rồi ấn vào biểu tượng iMovie để tải về. Và sau khi đã tải xong cái phần mềm iMovie thì chúng ta sẽ tiến hành cắt ghép video theo hướng dẫn. Chúng ta sẽ xem thêm cái file hướng dẫn sử dụng ứng dụng iMovie mà dự án sẽ cấp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể xử lý cái video clip trên các cái thiết bị Android, ví dụ như là Samsung S4 chẳng hạn. Và khi đó thì chúng ta sẽ phải mở tài khoản trên Google Play. Mở phần mềm Google Play trên điện thoại và chọn APPS. Chúng ta tìm ứng dụng Movie Maker hoặc Video Maker và tiến hành cài đặt. Chúng ta sẽ thực hiện các cái lệnh trong Movie Maker để sửa vào video. Đấy. Ví dụ như hình trên các anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng APPS trên Google Play để tải phần mềm về. Sau khi chọn Movie Maker thì chúng ta sẽ ấn Install để cài đặt. Sau đây xin mời các anh chị xem cái video hướng dẫn sử dụng ứng dụng Video Maker để chỉnh sửa các video.